Hello quý vị, hôm nay mình đang có mặt ở PetCo. Đây là tên của tiệm này, PetCo. Đó, cái tên tiệm. Đó, đây là cửa đi vào. Còn đây là một em. Ủa, nó sợ. Nhìn nó mặt khôn. Ủa, em nhớ. Em nhớ đâu. Mấy bà mẹ lười biếng nữa sợ ngủ ngon lắm. Những gì vậy? Những gì hả? Cái này lười biếng. Nằm mà mắc mỡ. Cái nằm mà mắc mỡ. Chụp bạch. Sáu lần. Chụp bạch này là sáu lần. Sống được cái gì chứ? Em này đang là chuỗi lưỡi à? Giống như con heo. Cái này là một, hình như là một giống heo, chứ không phải là chuột. Tên heo. Bà này giống heo nhất. Bà không có lo mà bà chửi đuổi. Đồ ăn rồi đồ phụ kiện đồ ăn. Đồ mấy cái cát để phục vụ cho mèo. Để hút cái phân mèo. Mèo hay giống như thế. Đó này đó. Cái này đến mèo mà. Mèo chắc là mèo. Sẽ leo lên cho xuống. Cái hang này nhạc lớn. Cái hang cho mình chưa chưa. Đây là cái cụ cá. Đó, một cá.
đẹp, đủ màu, đủ sắc, xanh, vàng, vàng, đỏ, màu sữa, trang, đẹp, xinh, 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 ơi anh già nó cũng không còn gì cả, mấy bà đi mua đậm, đi mua đậm, mà cá thì dễ hơn. Cá này trong trên đi mua trắng trắng sọc đen đi mua vàng trắng sọc vàng sọc. Tôi nhanh ủ và đổ và tôi nhanh con gì vậy bay nó bay vòng vòng đây
con nhận. Em nhớ anh không? Anh đi ăn mà anh tay. Em nhớ anh không? Chia cái lòng anh lại chưa có ngủ với mình. Là gì con này nhỏ. Hai bà gác đầu với nhau này. Bà này phải đưa cái đầu ra mà. Yeah.